một nơi nổi tiếng với sự cuồng nhiệt từ các khán đài ở những trận đại chiến. Inter Milan đang bước ra sân. Đó là sơ đồ 4-4-2. Hai tiền đạo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội cũng như gây áp lực lên tuyến phòng ngự của đối phương. Liverpool đang bước ra sân. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Inter Milan. Mason Mount, anh ấy đang truyền về cho đồng đội. Đứng chuyền bóng không thành công. Vâng, anh ấy có thể thực hiện pha tạt bóng vào trong. Cơ hội đã trôi qua với pha cản phá của thủ môn. Anh ấy đã đâm bóng ra ngoài. Anh ấy đã ngăn chặn được đợt tấn công vừa rồi. Đó là pha ném biên khẩn cấp để cả đội đều cố gắng thiện một pha tấn công nhanh. Đó đang là cơ hội rộng mở để thực hiện một pha tạt bóng. Đó là cú sút. Thật tiếc khi cơ hội đã trôi qua, họ vẫn chưa có bàn thắng sau tình huống phản công đó. Nguyễn Tiến Linh. Đó là đường chuyền bóng chính xác. Bóng đã tới chân đồng đội. Szoboszlai. Robertson. Diaz. Pha tạt đưa bóng vào trong. Đường chuyền bóng chính xác. Cú sút đã bị cản phá, quá đơn giản cho thủ môn. Đó là tình huống phất cờ, trọng tài đã báo lỗi việt vị. Nguyễn Tiến Linh. Anh ấy đã truy cản vô cùng kịp thời để giành lại quyền kiểm soát bóng. Mohamed Salah. Vâng, anh ấy đã thể hiện đẳng cấp của mình với pha truy cản vừa rồi. Anh ấy đã thực hiện pha tạt bóng. Bàn mở tỷ số đã tới, đó là bàn thắng rất quan trọng. Bàn dàn xếp tốt và bàn thắng thật tuyệt vời. Đó là pha dàn xếp tạt bóng từ bên phía cánh trái hoàn hảo và bàn thắng đã được ghi. Phần đầu rất rung manh và bàn thắng đã tới với anh. Inter Milan đã dẫn trước, đúng như dự đoán. Vâng, anh ấy đã ngay lập tức giành lại trái bóng sau tình huống mất bóng vừa rồi. Đó là đường chuyền lơ lửng chính xác. Alessandro Arnold.
Nguyễn Hoàng Đức. De Vrij. Varane. Julian Brand. Họ đã luyện tập rất nhiều cho những đường chuyền vô cùng nhuần nhuyễn vừa rồi. Một tình huống kiên trì đeo bám và anh ấy đã đoạt lại bóng rồi. De Vrij. Pha trả bóng cho đồng đội. Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Tiến Linh. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Tình huống quý vị rõ ràng, cơ hội vừa rồi đã trôi qua. Đường chuyền bóng chính xác, bóng đã tới chân đồng đội. Mohamed Salah. Vâng, hậu vệ đã cản phá xuất sắc trước pha tạt bóng vừa rồi. 45 phút đầu tiên của trận đấu. Hiệp 2 sẽ bắt đầu với tình huống giao bóng cho Liverpool. Bóng đã trở lại với chân cầu thủ ấy. Đó là đường chuyền bóng thiếu chính xác. Mohamed Salah. Đó là đường chuyền ngược lại cho đồng đội. Vâng, đó là pha tranh chấp giữa hai cầu thủ. Michael Essien. Đó là pha phản công. Mason Mount. Đó là bàn thắng cho Inter Milan. Một pha lập công thể hiện sự tinh tế, anh ấy quả thực là một chân sút đẳng cấp. Vâng, chúng ta đang được xem lại bàn thắng ở một góc rất tuyệt vời. Vâng, tỷ số lúc này đang là 2-0. Tình huống phản công. Đó chính xác là một cú sút. Đó là pha cản phá xuất sắc. Phía trước chúng ta là tình huống phạt góc của Inter Milan. Nguyễn Hoàng Đức. Anh ấy đã di chuyển khá sớm. Một tình huống vượt vị. Không có gì quá khó khăn, thủ môn đã bắt gọn trái bóng rồi. Julian Brand. Nguyễn Tiến Linh. Michael Essien. Và đây đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện pha tắc bóng đó. Nguyễn Hoàng Đức. Julian Brand. Một tình huống phản công nhanh. Nguyễn Tiến Linh. Pha ghi bàn vô cùng hoàn hảo. Phong độ của thủ môn đang chạm đáy mất rồi. Anh ấy phải chịu trách nhiệm cho bàn thua vừa rồi. Bàn thắng đã tới với cầu thủ này sau pha tạt bóng tầm thấp vừa rồi. Với góc máy này chúng ta có thể xem rõ pha lập công vừa rồi là ấn tượng ra sao. Vâng, tỷ số lúc này đang là 3-0. Và đây. Diaz. Không có gì khó khăn, thủ môn ôm gọn trái bóng.
Một tình huống truy cản kịp lúc ở hành lang biên. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Một pha đánh đầu đơn giản mà thủ môn đã cản phá được. Họ đang dẫn trước với khoảng cách, cơ hội để tổ chức một tình huống phản công cho đội bóng. Đường chuyền tốt và cơ hội. Một tình huống dứt điểm. Một ngày thi đấu tốt của thủ môn. Các cầu thủ đang chuẩn bị thực hiện tình huống phản góc. Một tình huống dứt điểm. Một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Đó lại là một tình huống phản góc. Julian Brand. Vâng, đó là 3 phút bù giờ. Mohamed Salah. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Một cú sút. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Anh ấy đã đứng trước bóng để chuẩn bị thực hiện tình huống phản góc. Julian Brand. Thủ môn đã cản phá xuất sắc, tiếp tục có pha phản góc cho đội bóng. Trọng tài đã thổi. Anh ấy đã thực hiện pha tạt bóng. Bàn mở tỷ số đã tới, đó là bàn thắng rất quan trọng. Đó là pha phản công. Mason Mount. Đó là bàn thắng cho. Đó là tình huống phản công. Đó chính xác là một cú sút. Đó là pha cản phá xuất sắc. Phía trước chúng ta là tình huống phản góc của Inter Milan. Julian Brand. Một tình huống phản công nhanh. Phạm ghi bàn vô cùng hoàn hảo. Đường chuyền tốt và cơ hội cho Inter Milan. Một tình huống dứt điểm. Một ngày thi đấu tốt của thủ môn. Một tình huống dứt điểm. Một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Đó lại là một tình huống phản góc. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Một cú sút. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn.